Sáng 30 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố thông tin về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn. Đây là điều mà tất cả người dân thành phố Hồ Chí Minh trông đợi trong nhiều tháng phải cùng mình với COVID-19. Chỉ thị mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký cho phép mở lại 8 hoạt động. Tuy nhiên, các phương tiện giao thông cá nhân chỉ được lưu thông trong phạm vi thành phố, người dân không được tự ý qua tỉnh khác. Cụ thể hơn về chỉ thị mới này, mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Theo chỉ thị này, sau ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ mức nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các hoạt động được phép từ ngày 1 tháng 10. Đơn vị nhà nước được hoạt động trở lại, thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định số lượng lao động đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các cơ quan lãnh sự tổ chức quốc tế chủ động quyết định phương án làm việc phù hợp với quy định phòng chống dịch các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân cơ sở dịch vụ y tế cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ một số hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao hoạt động giáo dục và đào tạo tiếp tục dạy học gián tiếp các hình thức đào tạo cho người đã được tiêm đủ vaccine có thể dạy học trực tiếp hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự tập trung tối đa 10 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 70 người. Hoạt động trong nhà, hội họp, tập huấn hội thảo tập trung tối đa 10 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 70 người. Hoạt động ngoài trời tập trung tối đa 15 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 100 người. Tiếp tục tạm dừng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, lễ phát động, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động. Hoạt động kinh doanh dịch vụ, quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo. Hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác, trừ các trường hợp được cho phép hoạt động.